Theo cơ quan trên, chiếc máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 1 tháng 5 khi đang thực hiện hành trình bay qua rừng nhiệt đới Amazon ở tỉnh Caquetá, miền nam Colombia. Trong ngày 15 tháng 5, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể nạn nhân bên trong máy bay, nhưng không tìm thấy số hành khách khác bị mất tích, trong đó có 4 trẻ em. Avian Light Charter, công ty khai thác chuyến bay thương mại trên, đã xác nhận thi thể này là của phi công. Chiếc máy bay trên gặp nạn khi đang rời khỏi một địa điểm trong rừng Amazon để tới San Jose de Guaviare, một trong những thành phố chính nằm trong khu vực vùng rừng nhiệt đới Amazon ở Colombia. Quân đội Colombia đã công bố những bức ảnh trên mạng xã hội Twitter cho thấy chiếc máy bay này đã rơi theo chiều thẳng đứng xuống một thảm thực vật dày đặc.